Loài xếu cổ trắng. Đây là thảo nguyên Izumi ở quận Kagoshima thuộc phía nam đảo Kyushu. Cứ đến tháng 10, khoảng 10.000 con xếu cổ trắng di cư tới đây để trú đông. Izumi là vùng đất trú đông lớn nhất của các loài xếu trên thế giới. Đây là những con xếu cổ trắng. Có khoảng 10.000 con tụ tập ở đây. Loài xếu cổ trắng dài khoảng 120 cm. Đây là một loài chim tuyệt đẹp có bộ lông màu bạc và vành đỏ ở quanh mắt. Đôi khi người dân địa phương cho chúng ăn bột mì và cá. Khoảng 500 kg thức ăn một ngày mới đủ cho số lượng lớn chim xếu. Và nhiều khu vực cư trú, Izumi trở thành một nơi mà loài xếu có thể đến trú đông một cách dễ dàng. Loài xếu cổ trắng có sải cánh dài khoảng 2 mét. Chúng bay hết tốc lực trên những tuyến đường dài tới Nhật Bản với đôi cánh rộng. Cổ trắng. Chúng làm tổ và nuôi con ở đây. Mặc dù chưa trưởng thành, nhưng vào mùa thu, những con xếu con vẫn dùng hết sức của mình để bay tới Nhật Bản. Loài xếu thường di cư tới nhiều vùng ở Nhật Bản. Có thể nguyên nhân khiến một số lượng lớn loài xếu bay tới Izumi là do hiện tại còn rất ít nơi để chúng trú đông. Loài ngỗng mặt trắng. Mùa thu, nhiều loài chim sống dưới nước tới các hồ trên khắp Nhật Bản. Đây là loài ngỗng mặt trắng. Chúng có họ với loài vịt. Chúng là loài chim sống dưới nước có kích thước cơ thể dài khoảng 70 cm. Chúng có nguồn gốc từ vùng Siberia xa xôi. Một ngày mới, từ nơi ở của chúng, từng đàn ngỗng mặt trắng bay lên không trung. Ngỗng mặt trắng bay theo đội hình chữ V. Hình thức bay đặc biệt này gọi là Kajigata, có nghĩa là hình cái móc câu. Đây là cảnh tượng quen thuộc ở Nhật Bản có từ thời xa xưa. Gồm từ 50 đến 100 con ngỗng này báo hiệu rằng thời điểm này đang là mùa thu. Đội hình bay sẽ tan rã khi chúng bay tới nơi cần đến. Loài ngỗng mặt trắng đã tới đây để ăn những hạt thóc rơi vãi trên các cánh đồng. Chỉ có ăn và nghỉ ngơi nên chúng sẽ ở lại đây cho tới khuya.
trữ trên những cánh đồng lúa và đầm lầy lóc xay để tăng cường sức khỏe cho mùa sinh sản sắp đến. Chúng bắt đầu xây tổ ở Siberia. Loài cò thìa. Một bãi đất lầy rộng lớn chạy dọc theo vịnh Hakata trên vùng đảo phía nam của Kyushu. Mặc dù giáp với thành phố lớn Fukuoka, nhưng bãi đất lầy này nổi tiếng ở Nhật Bản về số lượng các loài chim hoang dã phong phú. Hàng trăm nghìn con chim tới đây trong các mùa di cư là mùa xuân và mùa thu. Trong số đó có một loài chim hiếm thấy, đó là loài cò thìa mặt đen. Người ta ước tính có khoảng 550 loài chim trên khắp thế giới. Khoảng 8 loài trong số đó tới vịnh Hakata vào tháng 11. Mặc dù tên Nhật Bản của loài chim này gọi là Sagi, có nghĩa là con diệp, nhưng trong thực tế, loài cò thìa mặt đen này có liên quan tới loài cò quăm. Loài cò thìa này dài khoảng 70cm và có mỏ hình cái thìa rất đặc trưng. Rất nhiều loài chim sinh sống ở đây, gồm cả loài cò thìa mặt đen, bởi vì ở bãi lầy này có nhiều rươi, cua và những con vật nhỏ khác sinh sống. Cò thìa mặt đen có cách kiếm thức ăn rất kỳ lạ. Khi tiến lên phía trước, chúng hơi há miệng và khô mỏ sang hai bên dưới làn nước. Mỏ của chúng rất nhạy cảm. Ngay khi cái mỏ chạm vào bất cứ loại thức ăn nào trong bãi lầy hoặc dưới nước, thì nó lập tức đóng kín lại. Vào đầu mùa xuân, loài cò thìa mặt đen bắt đầu phát triển phần lông ngực có màu vàng nhạt và chùm lông làm dáng ở phía sau đầu. Những dấu hiệu này báo hiệu mùa sinh sản sắp tới. Cò cái và cò đực cọ mỏ vào nhau để xác định bạn tình của mình. Loài cò thìa mặt đen sinh sản trên bán đảo Hàn Quốc. Vào cuối tháng 4, khi về nơi ở của mình, chúng bắt đầu đẻ trứng và nuôi con. Tuy nhiên, trong suốt mùa đông trên bãi lầy, mọi công việc chuẩn bị cho mùa sinh sản đều được tiến hành ổn định. Loài diều hâu mặt xám. Có thể thấy một loài chim xuất hiện trên các cánh đồng và bụi cây xung quanh. Đó là loài diều hâu mặt xám, có chiều dài khoảng 50cm. Cứ mùa xuân tới, loài chim này đến Nhật Bản từ Đông Nam Á cách đó khoảng 3.000km. Các khu rừng gần nơi con người sinh sống, chúng xây tổ và nuôi con ở đó. Loài diều hâu này mớm mồi cho con bằng những con vật nhỏ bắt từ các cánh đồng lúa và khu vực quanh đó. Cánh đồng lúa có rất nhiều thức ăn cho chúng như ếch, cá trạch và châu chấu. Hôm nay là một con rắn nhỏ. Đứa chim con lớn lên từ nguồn thức ăn dồi dào này.
chúng sẽ bay ra khỏi tổ. Mùa thu đến là bắt đầu mùa thu hoạch lúa. Một số chim diều hâu mặt xám bay cao trên bầu trời. Đây là lúc chúng bay về phía nam. Loài chim này sải rộng đôi cánh để bay hết tốc lực. Trong năm nay, có những con diều hâu non trong đàn đẻ trứng. Sức mạnh có được từ khi trưởng thành rất cần thiết cho chúng khi bay chặng đường dài 3.000 km phía trước. Bài chào màu tai nâu. Có cơ thể dài khoảng 28 cm. Vì lông ở hai bên má ngay dưới mắt của chúng có màu nâu nên người ta gọi là chào mào tai nâu. Cứ đến mùa thu là loài chim này lại tập trung thành những đàn chim di cư lớn. Đột nhiên một đàn trào màu tai nâu lao xuống mặt biển. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Một con chim ưng đang rượt đuổi chúng. Nó đang rình rập những con trào màu này khi chúng bay qua biển. Quay trở lại bờ biển. Những con trà mào bay quanh con chim ưng đang đậu trên mỏm đá. Thật ngạc nhiên, nó không tấn công chúng. Đó là do địa hình gồ ghề nên không thích hợp cho con chim ưng tấn công con mồi. Đàn trà mào lại bay hướng ra biển. Chim ưng đuổi ngay theo sau. Khi tấn công con mồi, loài chim ưng lao với tốc độ 300 km/h. Nhanh như cắt, con chim ưng đã vượt đàn trà mào và bắt được một con trong đàn. Chim di cư là một hiện tượng tự nhiên quen thuộc. Hiện tượng này cho chúng ta nhận biết được sự giao mùa. Nhưng đó là một cuộc hành trình đầy nguy hiểm. Trà mào tai nâu sẽ trở lại vào mùa xuân năm sau. Sau đó chúng lại tiếp tục một cuộc hành trình nguy hiểm khác.